mình á sẽ đi lễ chùa đầu năm. Đi bằng xe lôi đẹp. Xe vua. Xe vua. Xe vua. Xe vua. Xe vua. Xe vua. Giờ mình đang với mẹ mình đang đi tới chùa. Nó tiếp tục nữa, đang ngưng ngập. Thì mình đi xe vua nè, mình kêu xe vua, cái sao vậy? Đang là vua không? Trời như là vua đó. Vậy đó hả? Gia đình mình cùng đi với mẹ. Mẹ đang ngồi bên đây, tại vì có chỗ không cần chỗ đi ngồi nữa. Thấy hai chú chạy xe vô tính thôi kìa tôi đó hả? Cái vua, cái vua. Không sao, xe vua mà. Có quỳ ta né. Vô là mình được ưu tiên mà, được ưu tiên đó rồi. Thank you.
vô trong rồi quay gì vậy? Thiếu bà có thể từ một bé đó là mặc áo nhung đỏ, quần xanh.